Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự trưa thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Bình luận Thời sự trưa hôm nay, chúng tôi tới với quý vị các cái thông tin nóng liên quan tới tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam và có hai nội dung chính mà chúng tôi giới thiệu với quý vị đáng quan tâm. Đó là liên quan tới quốc ca Việt Nam mới đây nhất trong các trận đấu bóng đá quốc tế trong khuôn khổ giải bóng đá khu vực Đông Nam Á, thì quốc ca Việt Nam được cho là đã bị một cái công ty sở hữu mua bản quyền, và đó là lý do tại sao trên màn hình tường thuật trực tiếp cái trận đấu giữa Việt Nam và Lào đã xuất hiện một cái dòng thông báo cụ thể là vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi tức VTV, Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam, buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ thì các cái tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, và theo VTV cho biết mong khán giả hãy thông cảm. Thưa quý vị, một cái sự kiện liên quan tới quốc ca của một quốc gia bị một cái công ty tư nhân mua mất bản quyền, thậm chí có những ý kiến cho rằng công ty sở hữu bản quyền quốc ca Việt Nam là một cái công ty của Trung Quốc. Tuy nhiên vấn đề này nó chưa có thể kết luận chính xác hay không, nhưng những cái điều vừa kể nó cho thấy nó là một cái câu chuyện hài hước đối với Việt Nam. Và điều đó nó không phải chỉ mới xảy ra, mà từ trước đây đã có nhiều lần Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam đã vướng vào các cái vấn đề bản quyền liên quan tới cái bản quốc ca. Và thưa quý vị, đó là một lý do người ta nói nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Bộ Văn hóa quá rệu rã, tại sao những cái sự việc đơn giản như vậy không làm rõ. Và một cái điều rõ ràng, như quý vị đã biết, quốc ca Việt Nam thuộc sở hữu bản quyền của tác giả Văn Cao, mà tác giả Văn Cao đã giao lại cái bản quyền này thông qua gia đình cho Việt Nam. Điều đó nó có nghĩa là không có ai có quyền sở hữu. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy những cái câu chuyện đơn giản như vậy tại sao không giải quyết rốt ráo đến nơi đến chốn, và ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Thưa quý vị, một cái nội dung thứ hai liên quan tới những cái thông tin truyền thông quốc tế ồ ạt đưa tin về việc tập đoàn VinFast Group đã cổ phần hóa cái công ty VinFast của họ. Theo đó, VinGroup đã lập một cái công ty VinFast ở Singapore. Đó là một cái việc mà như chúng tôi giới thiệu với quý vị từ lâu, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã có những cái dấu hiệu bỏ chạy. Tuy nhiên, dưới cái danh nghĩa tái cấu trúc nội bộ, tập đoàn VinGroup với cái việc lập ra một cái công ty con mới có tên VinFast Singapore, đó là một cái công ty trung gian giữa tập đoàn mẹ VinGroup và hãng xe hơi VinFast. Và điều đó có những ý kiến cho rằng VinFast đã nhận được rất nhiều những cái khoản ưu đãi từ chính quyền Việt Nam. Vậy mà bây giờ VinFast đã thành lập VinFast Singapore và phát hành các cái cổ phiếu, và điều đó có nghĩa là VinFast đã nhận ưu đãi từ Việt Nam, xong sẽ nộp thuế và bán các cái cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài ở nước khác. Điều đó nó có nghĩa là tất cả ưu đãi của nhà nước Việt Nam dành cho tập đoàn VinGroup, cụ thể là VinFast ở các cái thành phố Hải Phòng, Hà Nội hay Hà Tĩnh, giờ đây trở thành những cái ưu đãi của nhà nước Việt Nam cho một công ty của Singapore. Và thưa quý vị, các cái ưu đãi này sau khi sang Singapore nó sẽ được VinFast quy thành tiền để bán các cái cổ phiếu. Và điều đó nó có nghĩa là sự hỗ trợ của nhà nước Việt Nam từ những cái tài nguyên vật lực của nhân dân đã trở thành tiền bỏ túi riêng của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tất nhiên điều này không phải dễ dàng mà Phạm Nhật Vượng có thể làm được, mà điều đó nó phải có cái sự tòa rập cũng như sự hỗ trợ tích cực của đa số các cái quan chức Việt Nam, những cái quan chức cao cấp nhất đã tìm cách dành những cái ưu đãi mà họ dành cho VinGroup trước đây trở thành sở hữu tư nhân của Phạm Nhật Vượng. Và tất nhiên ông Phạm Nhật Vượng sẽ không ăn được buồn bình. Một cái điều quan trọng hơn, thưa quý vị, đó là các cái công ty sản xuất xe hơi của Trung Quốc bây giờ họ dễ dàng mua các cái cổ phiếu của VinFast Singapore, và để hướng các cái ưu đãi đó mà nhà nước Việt Nam dành cho VinFast, sau đó lấy hạ tầng đó để lắp ráp xe Trung Quốc dưới cái nhãn hiệu là VinFast Singapore. Vậy mà có cái điều rất vô lý,
Theo giới phân tích, người ta chẳng thấy Quốc hội, Chính phủ hay lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt các chuyên gia kinh tế, lên tiếng về cái việc chuyển ưu đãi mà đất nước dành cho tập đoàn tư nhân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra nước ngoài. Và người ta nói chắc chắn các lãnh đạo Việt Nam im lặng là do khả năng rất cao là họ đã bị Phạm Nhật Vượng đấm mõm. Và thưa quý vị, người ta nói người tính không thể bằng trời tính. Giữa cái lúc Vingroup đang ấp ủ một cái kế hoạch thành lập công ty VinFast ở Singapore thông qua một cái việc VinFast đưa những cái mẫu xe hơi điện vào tiêu thị ở thị trường Hoa Kỳ, thì có một cái tin được cho là làm cho ông Phạm Nhật Vượng cũng như VinFast choáng váng, đó là thông tin mới nhất cho biết tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới Toyota đã quyết định đầu tư một cái nguồn khoản tới 1,3 tỷ đô la Mỹ để sản xuất pin cho xe hơi điện tại Hoa Kỳ. Và điều đó nó đã có cái tác động tới một cái chương trình kế hoạch mà VinFast sản xuất ô tô ở Hoa Kỳ theo một cái lối bốc hốt. Theo đó, VinFast mua động cơ thiết kế của nước ngoài rồi nhãn mác xe ô tô VinFast với cái mục tiêu mà theo Phạm Nhật Vượng cho rằng VinFast sẽ đi tắt đón đầu và sẽ thành công. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao giới phân tích nói rằng VinFast thực tế đưa một cái chương trình sản xuất ô tô điện xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các nước Tây Âu thực chất là cái việc Phạm Nhật Vượng tháo chạy rút vốn trước những cái sự đe dọa trong việc người ta sẽ quốc hữu hóa các cái công ty tư nhân ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. Đặc biệt ngày hôm nay, tờ Việt Nam Economy có một cái bài viết với tiêu đề cần phải san sẻ lợi nhuận của các cái công ty tư nhân cho những cái người khó khăn trong đại dịch Covid-19. Đó là những cái dấu hiệu mà từ trước đến nay chúng tôi đã nói với quý vị, VinFast và các cái tỷ phú Việt Nam đang đối mặt với một cái kế hoạch được cho là công bằng xã hội mà Việt Nam sẽ sao chụp từ Trung Quốc. Thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung chi tiết bình luận trong bài hôm nay, một lần nữa chúng tôi đề nghị quý vị hãy ủng hộ KTV bằng cách quý vị hãy giới thiệu chương trình của chúng tôi tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam để mọi người biết tới một cái chương trình truyền hình KTV đưa các tin tức trung thực, nhanh chóng và chính xác. KTV trên cơ sở nền tảng của đạo đức nhà báo đưa các tin tức trung thực giúp cho người Việt Nam trên toàn cầu, đặc biệt đồng bào Việt Nam đang sống ở Việt Nam hiện nay, có thể hiểu rõ hiện tình của đất nước cũng như tình hình quốc tế để mỗi người có thể xác định mình cần phải làm gì trong một cái công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và hùng cường trong tương lai. Ở Việt Nam có một nhà nước pháp quyền được cai trị bằng luật pháp và công lý phải được thượng tôn. KTV không có chủ trương chống đối bất kỳ các thế lực chính trị nào. KTV nhiệm vụ là đưa tin mà thôi. Thưa quý vị, đồng thời đề nghị quý vị hãy đăng ký cái kênh Việt Thành KTV ở trên mạng xã hội Facebook. Đó là cái kênh thay thế cho kênh KTV 1 đã bị chính quyền Việt Nam vô hiệu hóa. Và thưa quý vị có thể theo dõi chương trình trên mạng xã hội Facebook trên kênh Việt Thành KTV với các cái bản tin phong phú hấp dẫn. Thưa quý vị, trước khi đi vào các cái nội dung chi tiết, chúng tôi xin giới thiệu một số tin tức đáng quan tâm. Tin tức liên quan tới 3 phiên tòa xét xử 4 nhà bất đồng chính kiến Việt Nam sẽ diễn ra liên tiếp trong tháng 12. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế đưa tin cho hay 4 nhà bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam sẽ bị đem ra xét xử ở 3 phiên tòa riêng biệt diễn ra liên tiếp vào các cái ngày 14, 15 và 16. Theo những thông tin từ luật sư Đặng Đình Mạnh, 4 người bao gồm các ông bà Phạm Đoan Trang, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Trịnh Bá Phương và ông Đỗ Nam Trung sẽ bị xét xử trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 12 tới đây. Theo đó, nhà báo Phạm Đoan Trang, một người bị cáo buộc dưới tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sẽ là người ra tòa án Hà Nội đầu tiên hôm 14 tháng 12 tới đây sau hơn một năm bị giam giữ. Đồng thời, Tòa án Nhân dân Hà Nội cũng tổ chức phiên xét xử hai nhà hoạt động về quyền đất đai từ làng Dương Nội, đó là bà Nguyễn Thị Tâm và ông Trịnh Bá Phương, theo điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
với các cái cáo buộc, theo đó đã phát tán các tài liệu chống nhà nước vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Và cùng với nhà hoạt động cho phong trào chống bốt bẩn, ông Đỗ Nam Trung sẽ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 12 theo cái tội danh của Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Theo giới phân tích, đối với các cái bốn nhà hoạt động vừa kể thì đây đều là các cái phiên tòa sơ thẩm, tức là lần xét xử đầu tiên kể từ khi họ bị bắt cho tới nay. Nói với Đài Á Châu Tự Do, luật sư Đặng Đình Mạnh, một cái luật sư bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam cho hay, do ảnh hưởng của ba phiên tòa mà ông tham gia bảo chữa đã xảy ra nối tiếp nhau. Theo ông Đặng Đình Mạnh, thực ra các cái công việc nó dồn dập hơn, áp lực hơn. Nhưng mà chúng tôi, tức cái đoàn luật sư bảo vệ nhân quyền, đã có những cái sự chuẩn bị từ trước, cho nên nó vẫn ở trong một cái vùng mà theo luật sư Đặng Đình Mạnh, nhóm luật sư này vẫn kiểm soát được công việc của họ chứ không bị gián đoạn. Chưa hết thưa quý vị, vẫn theo ông Đặng Đình Mạnh, một luật sư từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, thì việc ba phiên tòa có những yếu tố chính trị xảy ra liên tiếp là một cái điều khác thường và nó chưa có tiền lệ. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, thật ra nó là một câu chuyện khá hiếm hoi, bởi vì hai phiên tòa liên tiếp thì có, nhưng mà ba phiên tòa liên tiếp thì đúng là một cái sự hiếm hoi. Nhưng mà tôi nghĩ nó có thể chỉ là một cái sự ngẫu nhiên mà thôi. Tại vì chính là ba phiên tòa, nhưng mà hai phiên tòa ở Hà Nội, còn phiên tòa thứ ba xét xử ông Đỗ Nam Trung ở Nam Định. Cho nên theo luật sư Đặng Đình Mạnh, chúng tôi nghĩ rằng nó có thể là một sự ngẫu nhiên chứ không hẳn là một cái sự sắp đặt có chủ ý của chính quyền Việt Nam. Thưa quý vị, một cái chi tiết đáng chú ý khác được luật sư Đặng Đình Mạnh thông báo, đó là mặc dù bà Nguyễn Thị Tâm và ông Trịnh Bá Phương cùng bị bắt một ngày với một cái cáo buộc chung, một tội danh và sẽ bị xử chung một phiên tòa, nhưng giữa hai nhà hoạt động này lại hoàn toàn không có một sự liên hệ nào về mặt hành vi. Do vậy, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, đáng lẽ cái phiên tòa này phải được tách ra là hai phiên tòa để xét xử riêng biệt với nhau. Thưa quý vị, được biết vào hồi đầu tháng 10 năm 2021, phía nhóm luật sư bào chữa cho các giấy đấu tranh ở Việt Nam đã có những thông báo liên quan tới sức khỏe của nhà báo Phạm Đoàn Trang. Theo đó có những diễn biến đã hết sức đáng lo ngại. Và trước khi chỉ còn 2 tuần nữa thì phiên tòa xét xử đối với nhà báo Phạm Đoàn Trang sẽ diễn ra. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã cung cấp thêm các cái thông tin về tình hình sức khỏe của nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoàn Trang cụ thể như sau. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, sau khi chúng tôi có những cái bước tác động tới trại giam, yêu cầu chính quyền phải chăm sóc sức khỏe cho Phạm Đoàn Trang, thì chúng tôi biết cô Trang đã phản ảnh rằng trại giam đã có những cái sự chăm nom, rồi thường xuyên thăm khám cho cô ấy. Và chỉ có một cái điều, đó là theo luật sư Đặng Đình Mạnh, việc điều trị thì chúng tôi e rằng không được chú đáo, tại vì họ vào thăm khám nhưng không có cái sự điều trị thích đáng. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, đó là một điều mà chúng tôi nghĩ rằng khá đáng lo ngại. Thưa quý vị, theo điều 88 của Bộ luật Hình sự năm 1999 trước đây, dùng để buộc tội các những cái nhân vật được cho là tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bà Phạm Đoàn Trang và các nhân vật đấu tranh có thể nhận những cái bản án cao nhất tới 20 năm tù. Với cái việc Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi và đưa ra sử dụng thay thế cho Bộ luật Hình sự năm 1999, thì điều 88 được thay thế bằng cái điều mới gọi là điều 117, với một cái nội dung mở rộng hơn, quy định với cái tội danh làm tàng trữ hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên thưa quý vị, tên gọi có thay đổi, nhưng các cái tổ chức nhân quyền trong nước cũng như quốc tế đều thống nhất cho rằng bản chất của điều 117 tương tự với cái điều 88 là để buộc tội những người lên tiếng, có những cái tiếng nói bất đồng đối với nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, theo thống kê của các cái tổ chức nhân quyền thì chỉ riêng năm 2021 đã có 40 người được coi là bất đồng chính kiến bị chính quyền Việt Nam bắt giam theo các cái cáo buộc liên quan tới cái vấn đề an ninh quốc gia, bởi họ đã bày tỏ cái chính kiến một cách ôn hòa. Được biết trong số này có hơn 10 người bị khởi tố theo cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117. Và thưa quý vị, hy vọng chúng ta cùng theo dõi trong những ngày 14, 15, 16 tới đây để bày tỏ niềm tin và sự ủng hộ của chúng ta đối với những cái nhà hoạt động đã dấn thân đấu tranh vì một đất nước Việt Nam tự do. Thưa quý vị, trở lại cái nội dung chính của bài nói chuyện hôm nay. Vấn đề thứ liên quan tới câu chuyện quốc ca Việt Nam đã bị một cái tổ chức tư nhân nhận vơ, và có một điều kỳ là không phải là lần đầu tiên mà cái chuyện này đã xảy ra một cách thường xuyên, đặc biệt đối với Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam cũng vậy. Có một lý do tại sao Bộ Văn hóa Việt Nam và các cái cơ quan chức năng lại im lặng một cách khó hiểu như vậy. Thưa quý vị, đó là cái sự kiện như chúng tôi đã nói liên quan tới cái giải bóng đá Đông Nam Á sau trận đấu với đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam. Một cái điều mà dư luận xã hội ở Việt Nam và trên mạng xã hội người ta quan tâm không phải là tỷ số 2-0 của cái trận đấu vừa kể, không phải là ai người ghi bàn thắng, mà một cái vấn đề người ta bức xúc khó chịu đó là trong cái phần lễ chào cờ mở đầu trận đấu, những cái khán giả theo dõi kênh YouTube đã không được nghe lời bài hát quốc ca Việt Nam với lý do bản quyền. Và thưa quý vị, như vậy một cái màn chào cờ, một cái thủ tục thường xuyên trong các trận đấu bóng đá trong nước cũng như quốc tế đã bị biến thành một cái bộ phim cầm như thời. Khi mà điện ảnh vào thế kỷ thứ 19 thì điện ảnh mới xuất hiện. Cụ thể trên cái màn hình trận đấu, trong cái trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Lào và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất hiện một cái dòng thông báo, đó là vì lý do bản quyền âm nhạc, Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ thì mọi tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường và mong quý khán thính giả thông cảm. Thưa quý vị, đó là lý do trên mạng xã hội có những ý kiến rất bất bình. Họ coi đó là cái sự sỉ nhục. Bởi vì quốc ca không chỉ của Việt Nam mà của bất kỳ một cái quốc gia nào, nó là một cái bài hát chính thức được dùng trong các cái buổi nghi lễ trọng thể. Và đối với công dân của bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, bài quốc ca đầu tiên cần biết và cần phải thuộc lòng đó là bài quốc ca. Bởi vì quốc ca là một cái bài hát đại diện cho đất nước, là một cái bài ca vĩ đại nhất và thiêng liêng nhất của mỗi dân tộc. Và thưa quý vị, theo khoản 3 điều 13 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013 đã ghi rất rõ quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời bài Tiến quân ca mà tác giả là nhạc sĩ Văn Cao. Dư luận xã hội khẳng định quốc ca chính là hồn cốt của mỗi dân tộc với ý nghĩa quốc gia. Vậy mà không hiểu lý do gì quốc ca Việt Nam đã bị một cái công ty tư nhân có tên là BH Media có bản quyền một cái chương trình của công ty Hồ Gươm Audio đã nhận bản quyền quốc ca. Và thưa quý vị, có một cái điều kỳ lạ, đó là Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam, người ta không hiểu rằng cái công ty BH Media, người ta nhận được cái sự ủy quyền của công ty Hồ Gươm Audio trong việc bảo vệ bản quyền đối với một cái nội dung bài quốc ca Việt Nam do công ty Hồ Gươm Audio phát hành mà thôi, chứ không phải họ nhận tất cả bản quyền đối với quốc ca Việt Nam. Bởi vì bản quyền quốc ca Việt Nam thuộc về gia đình nhạc sĩ Văn Cao và đã giao lại cái sở hữu đó cho nhà nước Việt Nam. Và đây rõ ràng nó là một cái chuyện hiểu lầm của biên tập viên Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam. Và thưa quý vị, cái câu chuyện bản quyền quốc ca trên mạng xã hội YouTube, Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam đã nhận được những cái gọi là tranh chấp liên quan xảy ra từ nhiều tháng trước đây. Điều đó cho thấy tại sao nhà nước Việt Nam và cụ thể là Bộ Văn hóa hoàn toàn không có những cái tác động hoặc nhắc nhở đối với biên tập của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam. Đó là một cái sự hiểu lầm. Chúng tôi xin nhắc lại, đó là khi công ty BH Media người ta chỉ nhận bản quyền duy nhất đối với một cái chương trình của một cái bản quốc ca Việt Nam do công ty Hồ Gươm Audio phát hành mà thôi, chứ không phải họ nhận nhằng tất cả bản quyền đối với quốc ca Việt Nam. Tại sao Bộ Văn hóa cũng như
Bộ Thông tin và Truyền thông không xử lý và nhắc nhở bản quyền quốc ca để cho gây những vấn đề bức xúc không đáng có đối với dư luận xã hội, hay là cái sự tác trách của các cái quan chức Việt Nam, họ sẽ truyền cái chuyện bản quyền quốc ca cho những cái nhiệm kỳ kế tiếp, hay là phải sửa hiến pháp. Thưa quý vị, một cái điều đáng nói và đáng ngạc nhiên đó là tại sao biên tập viên của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam lại chọn duy nhất một cái bản quốc ca của cái công ty BH Media mà người ta chịu trách nhiệm bảo vệ bản quyền đối với cái bản trình bày của Hồ Gươm Audio mà thôi. Thưa quý vị, đó là lý do nhà hoạt động xã hội bà Nguyễn Thủy Dương, một người nổi danh trong cái việc ném dép, là một công dân của khu đô thị Thủ Thiêm, đã có một cái bình luận với tiêu đề "Khi quốc ca bị đăng ký độc quyền". Theo nhà hoạt động Nguyễn Thủy Dương, nếu bạn uất nghẹn khi nghe tin nước mắm Phú Quốc bị người ta đăng ký thương hiệu quốc tế bởi một cái doanh nghiệp Trung Quốc, hay là bạn tức tối khi cà phê Buôn Mê Thuột của Việt Nam bị đăng ký bởi một cái thằng cố vấn Uber nào đó ở nước Pháp, này có lẽ chúng ta còn hết hồn hơn khi một cái doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký độc quyền quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng xã hội YouTube. Đó là lý do tại sao trong trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Lào và đội tuyển quốc gia Việt Nam, trên mạng xã hội YouTube người ta nghe được quốc ca Lào, nhưng quốc ca Việt Nam thì bị tắt ngấm do bị dính lỗi bản quyền. Theo tác giả, đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta về một cái vấn đề đăng ký bảo hộ sản phẩm trí tuệ cũng như các cái địa danh vùng miền. Theo đó, tôi tin rằng ngày mai câu chuyện quốc ca Việt Nam sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu như đơn vị đăng ký độc quyền BH Media người ta bán sở hữu trong cái việc độc quyền nhạc cũng như lời ca của cái bản quốc ca Việt Nam trên mạng xã hội, là một cái doanh nghiệp của Trung Quốc hay một quốc gia khác, thì điều gì sẽ xảy ra? Chẳng nhẽ Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Thông tin Truyền thông lúc đó lại đi kiện Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc theo Điều 351 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015 hay sao? Thưa quý vị, đây là một câu chuyện không nhỏ, bởi vì nó liên quan tới danh dự của một quốc gia, của một dân tộc, và đặc biệt là mỗi công dân Việt Nam đang sống ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, một cái nội dung thông tin thứ hai liên quan tới cái vụ án đánh bạc triệu đô liên quan tới Phan Xào Nam. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 2021 đã đưa ra những thông tin cho biết Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 lãnh đạo cấp cao của ngành công an tỉnh này. Đó là các lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra và trại tạm giam công an tỉnh Phú Thọ do có những vấn đề liên quan tới việc chạy án của vụ án Phan Xào Nam. Theo Thông tấn xã Việt Nam cho hay, theo quyết định, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ đã ra một cái quyết định cách chức tất cả các cái chức vụ trong đảng đối với các nhân vật. Đó là Đạo tá Đào Văn Lý, trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, cùng với Thượng tá Hoàng Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, trưởng Công an huyện Hạ Hòa, nguyên chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2021, nguyên trưởng Phó trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Công an An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Theo quyết định đã nêu rõ ông Đào Văn Lý trong cương vị là Bí thư chi bộ, trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến nay phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của chi ủy phòng an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong cái giai đoạn 2019-2020 và 2020-2025. Theo đó, ông Đào Văn Lý cũng chịu trách nhiệm trực tiếp do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy công an tỉnh, quy chế làm việc của phòng an ninh điều tra cũng như các cái quy định của Đảng. Trong khi đó, ông Hoàng Phương Nam trong thời gian giữ các chức vụ nói trên phải chịu trách nhiệm về các cái vi phạm khuyết điểm của chi ủy phòng an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, thưa quý vị, theo Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã ra quyết định kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, và Thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Theo đó, với cương vị nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Văn Trường phải chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, Thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ cũng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ liên quan trực tiếp tới cái việc lý nhận đối với phạm nhân Phan Xào Nam không đúng với thực tế, thậm chí có những chi tiết sai sự thật, và điều đó quy định với những quy định của Bộ Công an và vi phạm quy định số 47 quyết định của Trung ương Đảng về việc những cái điều đảng viên không được phép làm. Thưa quý vị, những cái điều mà đặc biệt mới đây, những cái chỉ thị 37 sau đó là 47 quyết định Trung ương về những cái điều đảng viên không làm của ông Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, nó là những cái chuyện mà người ta nói hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì những người cộng sản người ta suy tồn chủ nghĩa Mác, người ta luôn luôn lập luận rằng vật chất sẽ quyết định ý thức. Và thưa quý vị, điều đó trong cái xã hội kim tiền, đặc biệt Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay đổi kể từ năm 1986 khi họ thay đổi hoàn toàn chủ trương của chủ nghĩa Mác Lênin trong cái vấn đề một cái nền kinh tế tập thể được thay thế bởi một cái nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, và điều đó nó dẫn tới những cái tình trạng tham nhũng trở thành những cái vấn nạn phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Và thưa quý vị, cái vấn đề chống tham nhũng không thể bằng những cái quyết định duy ý chí như Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, mà chống tham nhũng muốn hiệu quả nó phải áp dụng những cái điều mà các quốc gia văn minh trên thế giới họ đã áp dụng, đó là vấn đề phải tam quyền phân lập, phải đa đảng, có các cái tổ chức chính trị đối lập giám sát, đặc biệt phải phát huy quyền tự do báo chí, phải duy trì báo chí làm cái cơ quan quyền lực thứ tư để giám sát trong cái việc bảo vệ tài sản của quốc gia. Thưa quý vị, trở lại một cái nội dung liên quan tới cái vấn đề gây xôn xao dư luận xã hội, đặc biệt là ở Việt Nam, đó là cái cuộc thi Hoa hậu Hòa bình diễn ra tại Thái Lan vào tối 4 tháng 12 mới đây, thì Hoa hậu Việt Nam cô Nguyễn Thúc Thủy Tiên, một cái Hoa hậu Việt Nam 23 tuổi, đã đăng quang trong cái cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Đặc biệt, cô Nguyễn Thúc Thủy Tiên, một cái Hoa hậu của Việt Nam mới đăng quang, đã có một cái bài phát biểu truyền cảm hứng, đặc biệt một cái hành động mà cô Nguyễn Thúc Thủy Tiên giơ ba ngón tay. Đó là một cái biểu tượng chống độc tài mà những cái người biểu tình đòi dân chủ không chỉ ở Thái Lan, ở Myanmar và Hồng Kông trước đây đã sử dụng. Tuy nhiên, đây là một sự kiện lớn đối với ngành tuyên giáo Việt Nam, và đó là lý do hình ảnh cô Nguyễn Thúc Thủy Tiên giơ ba ngón tay đã bị các cái tờ báo ở Việt Nam kiểm duyệt và cắt đi. Và thưa quý vị, cái biểu tượng ba ngón tay giơ lên cho đến nay ở khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới, nó đã trở thành một cái biểu tượng cho phong trào phản kháng ở Đông Nam Á. Và cái điều mà Hoa hậu Việt Nam có một cái ý thức giơ một cái kiểu chào như vừa kể khiến cho tuyên giáo Việt Nam hết sức tức giận. Như quý vị đã biết, trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình năm trước thì Hoa hậu người Myanmar cô Hanley cũng đã đưa một cái kiểu chào theo lối ba ngón tay khép lại trên sân khấu của cuộc thi. Và đó là lý do tại sao Hoa hậu Myanmar đã phải xin tị nạn chính trị tại Thái Lan, vì sợ chính quyền quân sự Miến Điện sẽ bắt giữ cô này khi về nước. Trở lại cái vấn đề, thưa quý vị, một cái kiểu chào ba ngón tay trong phần thi ứng xử đẳng cấp của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã gây một cái ấn tượng rất lớn trong cuộc thi vừa kể tại Thái Lan cũng như đối với truyền thông quốc tế, đặc biệt trong cái phần hùng biện Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thúc Thủy Tiên có những cái câu trả lời được cho là rất tuyệt vời trong cái phần thi ứng xử. Một cái điều đáng chú ý, thưa quý vị, đó là truyền thông Đài Thái Lan đã đánh giá rất cao Hoa hậu Hòa bình Nguyễn Thúc Thủy Tiên của Việt Nam.
Theo đó, Hoa hậu Việt Nam không chỉ ứng xử tiếng Anh một cách trôi chảy, tự tin, một cách chuyên nghiệp, mà Hoa hậu Việt Nam còn sử dụng cả tiếng Thái Lan để trả lời những cái câu hỏi của chương trình. Điều đó cho thấy người Việt Nam cũng có những cái bản lĩnh và những cái sự chuẩn bị kỹ càng và xứng đáng trở thành một cái người đẹp nhất trong cái đêm Hoa hậu Hòa bình. Tuy nhiên thưa quý vị, cái hành động giơ ba ngón tay của Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Túc Thủ Tiên đã khiến cho giới phân tích và chính quyền Việt Nam cho là nhạy cảm chính trị. Người ta đã thán phục và người ta không ngờ một cái Hoa hậu Việt Nam có một cái sự thông minh, thành thạo và hiểu biết về vấn đề dân chủ, đặc biệt vấn đề chống độc tài. Điều đó cho thấy người đẹp ở Việt Nam không phải là những cái thứ hoa hậu, mà một cái tiến sĩ tâm lý cho rằng hoa hậu là những cái con điền. Tuy nhiên thưa quý vị, những cái bài đăng trên truyền thông nhà nước với hình ảnh tân Hoa hậu Hòa bình Nguyễn Túc Thủ Tiên đưa ba ngón tay lên lập tức bị gỡ xuống với lý do nó mang tính nhạy cảm. Thậm chí lực lượng dư luận viên lập tức đã gán tội cho Hoa hậu Nguyễn Túc Thủ Tiên với cái tội danh can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác cũng như cổ suý bạo lực tại Thái Lan. Rồi người ta cho rằng đó là một miếng mồi béo bở để các cái đối tượng núp bóng dân chủ chính trị hóa cái quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Thưa quý vị, cũng phải nói thêm về một cái kiểu chào ba ngón tay mà trở thành một cái biểu tượng đấu tranh dân chủ chống độc tài ở các quốc gia châu Á, cụ thể là Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar. Nó xuất hiện từ năm 2014, xuất hiện lần đầu tiên ở Thái Lan sau 6 tháng nước này tiến hành một cái cuộc đảo chính quân sự. Trong thời gian này, thị trường điện ảnh Thái Lan xuất hiện một cái bộ phim The Hunger Games, đấu trường sinh tử, và giới trẻ ở Thái Lan đã sử dụng cái biểu tượng ba ngón tay đó để phản đối chính quyền độc tài quân sự tiếm quyền. Và thưa quý vị, một cái điều kỳ lạ, lập tức cái bộ phim The Hunger Games, đấu trường sinh tử đã bị chính quyền quân nhân Thái Lan cấm chiếu. Và điều đó nó như một cái hành động đổ dầu vào lửa. Giới trẻ Thái Lan đã sử dụng cái biểu tượng chào bằng ba ngón tay để nhận ra những cái người đồng chí hướng với mình. Theo BBC cho hay, cách chào ba ngón tay thực ra nó đã có từ rất lâu trong cái phương trào hướng đạo sinh quốc tế, đặc biệt ở các cái nhóm soi nam. Theo đó, hướng đạo sinh là một cái tổ chức tập hợp quần chúng ở các cái nước phát triển, và ở Việt Nam hiện nay cũng đã xuất hiện ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các cái địa phương khác. Thì lực lượng hướng đạo sinh, đặc biệt lực lượng soi nam, đã sử dụng một cái cách chào bằng cách giơ cao bàn tay phải và ba ngón giữa thẳng ngón tay cái để lên đầy ngón tay út. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình tiếp theo của KTV. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.